Kỹ thuật đốt lớp và rip đến từ vị trí của em gái Nhật Bản. Đây có thể nói là một cái kỹ thuật tương đối khó, nhưng mà em gái Nhật Bản thực hiện rất là dễ dàng. Ôi ông ơi, em gái bắt đầu rồi ông ơi. Đâu? Kìa. Thì em gái Nhật Bản đang đứng lên, co một giò, sau đó làm gì đây? Bóc đầu luôn anh em ơi, quả dữ luôn. Trời ơi, lần đầu tiên thấy em gái bóc đầu luôn kìa. À, thấy rồi, thấy rồi. Trời ơi, xinh dữ trời, sao bóc đầu giỏi dữ trời. Và có một cái trường hợp rất là không may ở đây, đó chính là em gái Nhật Bản đã bị một Racing Boy va chạm phải. Ôi, mình gì, hình như là bạn bị lát thôi nào, có bị lát không? Lên tivi nè anh em ơi, hi hi. Ok, hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với cái channel của Hậu Ly nha. Thì hôm nay channel của mình sẽ đem đến cho các bạn những cái gì đây? Như tiêu đề các bạn đã nhìn thấy rồi ha. Hôm nay chính là video quay về em gái Nhật Bản bóc đầu biểu diễn nghệ thuật tại trường đua Đại Nam nha. Thì đầu tiên để tránh làm mất thời gian của mọi người, mình sẽ cho các bạn xem em gái Nhật Bản biểu diễn như thế nào và ánh mắt mọi người sẽ ra sao. Rồi thì đầu tiên để làm quen với cái sân thì em gái Nhật Bản đã có cho mình một cái bài khởi động, đó chính là bóc đầu. Ý tóc váy. Trời ơi ơi. Không sao. Nói chung á là biểu diễn cái này á, mà sao kỳ ta. Đi biểu diễn bóc đầu mà mặc váy trời. Nhưng mà không sao, em gái Nhật Bản nó có sự trở lại với màn bóc đầu thứ hai. Đó, đứng lên luôn. Lại tóc váy mọi người ơi. Rồi, lết bánh, quay đầu. Quá dữ luôn. Rồi dục xe luôn. Ok, cái sân hôm nay nó khá là trơn trượt, cho nên chúng ta cũng khó trách vì những màn quăng xe như vậy ha. À, hôm nay em gái Nhật Bản đi về Việt Nam chơi, còn có dẫn theo bà chị nữa nè. Rồi, bà chị chạy radio. Bóc đầu luôn anh em ơi. Quá dữ dằn luôn. Chúng ta có thể thấy thì hai cái em gái này đều mặc váy ha. Tuy là mặc váy nhưng mà thể hiện kỹ năng rất là đỉnh cao luôn. Đúng, đúng. Và đây là màn solo bóc đầu giữa chị gái Nhật Bản và anh Ba Khía. Rồi xong, anh Ba Khía rớt trước cả chị gái Nhật Bản luôn. Quay trở lại với em gái Nhật Bản. Thì em gái Nhật Bản đang đứng lên, co một giò, sau đó làm gì đây? Bóc đầu luôn anh em ơi, quả dữ luôn. Cái tuyệt chiêu này gọi là bóc một giò nha. Tuy nhiên á, thì kỳ này á, cái váy nó có vẻ hợp tác hơn với em gái Nhật Bản. Thì á, nó không bị tóc váy lên nữa. Phía sau là chị gái Nhật Bản đang đuổi lên theo em gái Nhật Bản. Chị gái Nhật Bản đứng cái tướng. Oh yeah. Rồi đây là một cái góc quay khác thì chị gái Nhật Bản đã chạy trước. Em gái Nhật Bản đuổi theo sau với màn bóc đầu, đứng trên hai cái chấm đỏ ở phía sau. Một kỹ năng thật là tuyệt vời đến từ vị trí của em gái Nhật Bản. Tiếp tục là màn trình diễn của hai em gái thì em gái Nhật Bản đã bóc đầu một giò. Sau đó thì chị gái Nhật Bản cũng bóc đầu một giò trên con vario đuổi theo. Rồi lại rớt rồi, nhưng mà không sao, đường khá là trơn trượt cho nên á phải đảm bảo an toàn. Bóc lại thôi mọi người, chứ có gì đâu mà sợ. Lên. Tiếp theo là một màn biểu diễn kỹ thuật đốt lớp và rip đến từ vị trí của em gái Nhật Bản. Đây có thể nói là một cái kỹ thuật tương đối khó, nhưng mà em gái Nhật Bản thực hiện rất là dễ dàng. Sau đó là một màn không thể nào bỏ qua, đó chính là màn Wheelie Circle đến từ chị gái Nhật Bản. Vâng, chị gái Nhật Bản rất là tự tin khi mà Wheelie Circle con Vario 150. Chúng ta có thể thấy là quay mấy vòng luôn, sau đó chị gái Nhật Bản mới rớt xuống nè. Đó, quá dữ luôn mọi người ơi. Phải nói là hai em gái này có trong mình một cái kỹ năng cực kỳ là tuyệt đỉnh luôn. Với những màn biểu diễn như vậy thì chúng ta không biết được rằng là ánh mắt của khán giả khi mà thấy hai em gái này bắt đầu sẽ ra sao ha. Đầu tiên thì khi bước lên cái cầu thang lên khán đài, chúng ta có thể thấy một ông chú đang cầm một cái iPhone 13 Pro Max. Ông chú đã đảo cái máy sang phía của em gái Nhật Bản. Trời ơi, lần đầu tiên thấy em gái bắt đầu luôn kìa. Thấy rồi. Trời ơi, xinh dữ trời, sao bắt đầu giỏi dữ trời. Ê, em đang khen ai đó? Không biết nữa, không có nhớ. Và ở đây thì camera của chúng tôi đã ghi nhận hai cái bà chị có những cái biểu cảm bất ngờ khi mà nhìn thấy hai em gái bắt đầu nha. Sau khi hai em gái Nhật Bản bắt đầu lên thì trời đất ơi, nó bắt đầu cộng nội ơi. Nó, nhỏ kia bắt đầu kìa. Ngoài cái việc quay được cái biểu cảm của khán giả thì camera của chúng tôi đã quay thấy tờ 500.000 ở trong cái điện thoại của bà chị. Tiếp tục đến với một cái góc quay khác thì em gái Nhật Bản vừa bóc đầu lên thì hai bạn nhỏ đã chỉ. Ê, con gái bóc đầu kìa.
Ôi ông ơi, con gái bắt đầu rồi ông ơi. Đâu? Kìa. Đó. Trời đất ơi, sao mà nó bắt đầu ghê vậy trời. Này lần đầu tiên tôi cũng mới thấy đó ông ơi. Tiếp tục là một pha bắt đầu, buông một tay để chào khán giả đến từ vị trí của em gái Nhật Bản. Thì sau đó, em gái Nhật Bản đã được khán giả đáp lại bằng những cánh tay chào rất là nồng nhiệt. Trời ơi, nãy giờ thấy nhỏ này bắt đầu ghê quá, để móc điện thoại ra quay mới được. Cái vậy? Mày nói gì? Con gái bắt đầu hả? Ừ, thiệt nè, đầu rồi tao đứng lên tao coi coi. Ừ, bà đứng lên coi đi, trời ơi, bắt đầu ghê lắm. Kìa kìa, bà thấy không, bắt đầu đó. Ở cái góc quay này thì chúng ta có thể thấy là em gái Nhật Bản đang bắt đầu Willy Circle ở dưới sân. Phía xa xa bên kia đó chính là trường đua, đang diễn ra cuộc thi đấu giữa các tay đua. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy thì tất cả mọi ánh mắt của khán giả đều đổ dồn về phía em gái Nhật Bản hơn là xem cái tay đua đang thể hiện ngoài kia. Ở một vị trí khác thì chúng ta đã thấy một khán giả mặc áo xanh. Anh áo xanh này đang dõi mắt theo hai em gái Nhật Bản bắt đầu. Sau khi thấy bắt đầu quá thì anh áo xanh chảy nước miếng. Ê. Này con uống nước vô đi con, đừng chảy nước miếng nha con. Trời ơi, còn nhỏ nào bắt đầu không ta? Có hai đứa hả ta? Còn ai nữa không? Tiếp tục với một cái góc quay khác thì cho dù khán giả là nam hay là nữ, là người trẻ hay là người già, thì họ cũng đều thích cái sự kiện bốc đầu nghệ thuật diễn ra tại trường đua Đại Nam nha mọi người. Trời ơi, con gái hả bay? Con gái chạy bốc đầu ghê trời. Tiếp theo là một cái góc quay hướng về phía trên khán đài thì chúng ta có thể thấy thì cái bạn này đang nhìn khá là chăm chú vào em gái Nhật Bản. Không có động tĩnh gì xảy ra, bạn này vẫn cứ tiếp tục nhìn. Đó, nhìn hoài luôn. Nhìn cho đến khi mà em gái Nhật Bản di chuyển tiếp thì thôi. Trong khi mọi người khác thì đang nhìn những người khác bắt đầu, tuy nhiên chỉ có bạn này đang nhìn em gái Nhật Bản. Tiếp theo đây là màn Willy Circle đến từ vị trí của em gái Nhật Bản. Thì chúng ta có thể thấy khán giả đang tập trung ở cái phía này khá là đông. Anh bảo vệ này đang làm tốt cái công tác của mình, đó chính là bảo vệ an toàn cho khán giả. Điều này rất là cần thiết khi mà tổ chức cho những sự kiện biểu diễn nghệ thuật như thế này. Ở đây thì có hai bạn bốc đầu trên chiếc Vario rất là hay luôn. Thì chính vì thời lượng có hạn cho nên nếu như các bạn muốn xem hai cái bạn này bốc đầu thì hãy đến với đường link trên hình chữ Y, hoặc là mình sẽ để đường link ở cuối video nha. Và điều gì đến cũng phải đến. Và có một cái trường hợp rất là không may ở đây, đó chính là em gái Nhật Bản đã bị một Racing Boy va chạm phải. Tuy nhiên đây chỉ là một tình huống ngoài ý muốn, tại vì cái bạn mà va chạm với em gái Nhật Bản thì bạn đó mới nhập môn, cho nên nó có những cái việc mà bạn đó không có xử lý kịp. Tuy nhiên cả hai bên đều không sao, thì đó là một cái điều rất là đáng mừng ha. Vì đây là biểu diễn với một cái tốc độ rất là chậm, cho nên có va chạm cũng không hề vấn đề gì nha mọi người. Chúng ta tiếp tục xem em gái Nhật Bản biểu diễn đây.
một màn đốt lớp đến từ anh Sony Philip. Thì đốt lớp như vậy dùng để đánh lạc hướng khán giả, cho khán giả không có chú tâm quá nhiều vào cái việc va chạm. Rồi thì sau khi va chạm như vậy thì em gái Nhật Bản nhận được rất là nhiều lời hỏi thăm đến từ vị trí của khán giả cũng như là ban tổ chức. Sau đó thì khán giả tiếp tục chú tâm theo dõi cái màn biểu diễn của tất cả anh em trong nhóm cũng như là màn biểu diễn của em gái Nhật Bản. Rồi thì nãy giờ xem em gái Nhật Bản biểu diễn bốc đầu, chúng ta đã xem được ánh mắt bất ngờ của khán giả dành cho em gái Nhật Bản cũng như là dành cho anh em Stone. Thì bây giờ chúng ta hãy xem là em gái Nhật Bản thực ra là ai. Thì điều đó mới là điều bất ngờ hơn nữa nha anh em. Ok, hello mọi người nha. Hôm nay á là mình sẽ giả gái. Hôm nay á là mình sẽ giả gái. Mình giả gái mình biểu diễn cho ở đây coi nè. Đó. Các bạn thấy mình dễ thương không? Gái Nhật đó. Ủa trời ơi. Mẹ nó cay tươi nhờ. Bây giờ gái Nhật sẽ đi biểu diễn nha. Quay nha. Gái và anh chị đi mò được không? Được. Lên. Hay quá, tên là gì vậy? Hay quá, tên Hậu Ly á. Trời. Sao? Hả? Sao vô quất luôn. Hả? Quất luôn đi. Sao kỳ? Em là một tim bốc tên. Ồ, bốc đại đi. Có mẹ đâu. Về đi Thái. Về đi Thái. Hai đứa mình bóp dữ quá à. Rồi ok mọi người ha. Thì video này đó chính là màn biểu diễn tuyệt vời và đỉnh cao của em gái Nhật Bản cũng như là anh em trong nhóm Stun Sài Gòn nha mọi người. Nếu như các bạn yêu thích em gái Nhật Bản và muốn xem biểu diễn nhiều hơn thì đừng ngần ngại để lại cho em gái Nhật Bản một like và một subscribe nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.